Im không sao? Hả? Im không? Thấy cũng im. Im ha. Thấy cũng im. Cái này là con trừ vô lương của ông Sáu hết trơn luôn rồi đó. Vậy hả? Như đó đó. À, vậy hả? Rồi là xong rồi đó. Vậy ông Sáu ông lấy đừng lấy, ông lấy cái này đâu, để ông Sáu lấy tiền, ông Sáu trả lời đem về đi. Trời trời kỳ trời, nó mua cho rồi thôi lấy đi. Thôi mà trừ lương lấy gì? Thôi trừ hết lương con biết gì đó. Đấy các bạn, đây là khung cảnh ở quê mình vào lúc buổi chiều. Hôm nay thì mình không có làm ẩm thực, nhưng mà mình sẽ lại tiếp tục đi ra đồng đó các bạn. Mình đi ra miệng miệng ngoài kia, mọi người xa tích trong trống á. Ông Sáu thì ông ở giữa ngoài đồng luôn, ở giữa đồng á, lúc ngoài kia nha. Xong mình chạy vòng đây, mình gửi xe ngoài đó, xong mình đi ra ngoài đồng. Rất là xa luôn, đây là quang cảnh chiều ở quê mình, các bạn thấy đẹp không? Còn đây là một số đồ nè các bạn. Một số đồ mà mình mua, tí nữa mình sẽ tiết lộ cho các bạn sao mình mua cho ông Sáu những thứ cần thiết. Được chưa? Bây giờ chúng ta đi tiếp thôi mọi người. Đó, đẹp không? Tiền làng mình nối giữa hai thôn. Đây là Chầm Mòn, bên kia là Cần Thai các bạn. Ông chủ ơi, ông chủ làm gì đó ông chủ? Ê. Ê. Buồn thì không buồn mà hơi thiếu thiếu phải không? Ở cây cầu khỉ này trời mưa này sao lỗi, để ở đây mưa chứ lắm không sao? Trong vườn mưa có xíu à. Trời ơi, dễ ợt đúng không? Trời ơi, bữa nay tao quét nhà rồi nữa, con tao quét nhà rồi nữa ha. Kìa ông Sáu, Sáu ra ngoài kia lấy đồ gì ai bỏ quên kìa ông Sáu. Kìa. Thôi đừng có dụ tôi. Đâu có dụ đâu, ông Sáu ra lấy đi. Thiệt mà, có dụ ông Sáu đâu. Đây là đâu? Kìa bên kia cầu kìa. Ông Sáu bỏ quên đồ gì ngoài đó kìa. Dụ tôi, không được, dụ tôi nhìn lấy. Trưa ăn mì không ăn cơm. Trưa ăn mì luôn hả? Hai gói mì. Hai gói luôn. Vậy còn được á. Không có cái gì ăn mà bắt ba con cua làm nước súp. Trời, bắt cua làm nước súp luôn. Là bún riêu cua đồng hay gì? Không phải bún riêu, mình giả cua ra lấy cái nước đó bắt đồ. À, lấy thịt cua hả? Ăn xong rồi uống nước cua. Ăn xong uống nước cua. Trời ơi, thấy thương cho mọi người. Nằm tới một giờ gì đó mới ăn cơm trưa trời ơi, hôm nay lạnh được thuốc 10 bữa nữa rồi, không có thuốc là bệnh rồi các bạn ơi. Không có thuốc là bệnh rồi các bạn. Trời ơi, phải nói là sau cơn mưa á mọi người, nhìn cảnh vật ở đây rất là đẹp luôn các bạn. Không, mọi người xem mát con mắt không, đặc biệt là nhìn mấy cái buồng dừa của ông Sáu nè, ta nói nó rất là phê và rất là phiêu luôn. Nhà ông Sáu bây giờ thì phải cuốn lên như thế này mọi người. Ông Sáu lạnh quá cho nên là chụm lửa lên để sưởi kìa. Đưa cơ bạn kìa, tưởng là chụm lên sưởi chứ. Đừng nghe lại Út Lực Quỳnh nói. Nhà ông Sáu muốn sáng thì sáng rồi, muốn tối là tối rồi mọi người. Thấy không? Bữa nay con người ta không thèm gọi điện cho mình luôn ơi. Gọi một cuộc không bắt máy á. Phải không? Chắc bận quá mà. Ở một cuộc hồi lúc 3 giờ mấy hỏi vô. Cái chừng mìn hay gì? Mìn, em có mìn đâu, để ngay chỗ trống trống làm sao? Cay rồi. Dự đoán trước rồi là cái gì? Đừng có nói mua quần áo cho ông Sáu em. Trời ơi, đánh đâu mua quần áo cho ông Sáu, Sáu ơi, có tiền đâu mà dư đâu mua cho ông Sáu. Mùng con mình, nghèo muốn chết luôn. Mình chiếu gối. Thấy cái bụng cũ chứ gì, bụng rách rưới hết trơn các bạn ơi. Mà mũi nó không vô, nó thương ông Sáu. Phải không? Ừ, không có con nào vô cả. Làm gì mà khóc lóc dữ vậy? Đâu cơm khói nó vô con mắt. Tưởng đâu xúc động khóc quá trời chứ, chưa biết cái món gì trong đây nữa mà xúc động mà. Bữa nay thì cậu cháu mình sẽ không có làm ẩm thực mọi người. Thì chiều rồi mình cũng tranh thủ mình ghé ông Sáu một chút.
không muốn sao cho quà phải không? Coi dở đây cho mọi người xem luôn ơi. Ồ, cái này là cái gì các bạn? Dở đây lấy cái bọc ra sao? Chắc cái mùng quá. Chắc cái mùng quá. Đó. Chắc chắn là cái mùng rồi phải không? Im chưa? Em ơi. Đó. Cảm ơn trước nha. Cảm ơn trước. Rồi đây con ôm cho tiếp tục dở ra cái kia đây. Ồ, chắc chắn mình. Nói đoán cũng trúng được 50% chứ bộ. Mình sắm đồ cho ông Sáu nhiều quá, không ai giặt. Không ai giặt. Cái này nó à, coi cái gì đây. Cái này nó cái quần sọt. À, không. Quần tà lõn. Nó quần giống vậy nè. Quần tà lõn bự. Quần còn ông Sáu nhỏ xíu. Quần sao? Hai cái. Nó đủ thai rồi, giặt cái này bắt đầu bận cái kia. Để cho mới là phải mặt ngang, còn cái này thì để đi. Để đó đi. Đây. Đó. Cái gì cái giỏng mà. Cái mền, cái mền cái nữa gì. Con cháu không có lạnh đâu, con cháu cô đơn chứ không có lạnh. Cô đơn chứ không lạnh hả? Nằm ở trận không hả? Tại vì thấy mùa này mùa mưa nè. Không kìa, mình cũng quên để ý nữa, hôm qua lên vô cái chỗ cái nhà của ông Sáu mọi người, ôi quên đó ông Sáu ơi, quên mua cái gối rồi, còn đây là cái mền con mền này đắp một người. Ông Sáu tính định đi mua cái gối để cho ông Lục Bình, giờ ông Lục Bình mua thì ông khỏi. Con ít khi con ông Sáu cầm cái thử đây nó bự không? Mua để lâm lúc gì biết không? Ui sao nhỏ vậy trời? Mày có cái mền ôi, này không có nhỏ ông Sáu ơi, không có nhỏ rộng mà. Nè. Có cái mền này phải mua. Mền này là mền lông dê đó nghe, không giỡn nghe. Ồ. Thì hôm nay chỉ bỏ nguyện như vậy thôi. Thì từ từ đi. Bây giờ. Thôi đừng xăm đồ cho ông Sáu nhiều không ai cũng giặt đâu. Những cho là... vàng với tiền sao không sao mà. Thì cái này là trừ hết lương rồi đó, bây giờ ông Sáu tính sao con không biết. Tháng này lương là hết trơn rồi đó. Ông Sáu đâu có nói, không có nghĩ tới lương bổng gì đâu. Có tiền được rồi. Rồi có nói chuyện rồi mọi người. Rồi có tiền được rồi, không cần lương bổng gì đâu mà cần có tiền rồi. Hết hồn Sáu chưa? Đỉnh được rồi. Ghê chưa? Im không Sáu? Hả? Im không? Thấy cũng im. Im ha. Im. Cái này là con trừ vô lương của ông Sáu hết trơn luôn rồi đó. Vậy hả? Như đó đó. À, vậy hả? Rồi là xong rồi đó. Vậy ông Sáu không lấy định lắm, không lấy cái này đâu. Để ông Sáu lấy tiền, ông Sáu trả lời đem về đi. Trời, nó mua cho rồi, thôi lấy đi. Thôi mà trừ lương lấy làm chi. Thôi trừ hết lương, con biết nhiêu đó đó, là tháng này là nhiêu đó đó. Không có lương xài mà, đám cưới đám gì đâu có tiền đâu. Ờ, không biết thôi đi về nha. Vậy không lẽ tôi đem đi bán là rẻ đó. Sáu làm gì làm đi, con đi về, mình đi về mọi người ơi. Bây giờ ông Sáu làm gì làm đi. Làm cái gì làm để đây ngày mai lại thì tiếp tục trả nữa chứ sao? Không biết. Thôi, con cái này là lương con trừ lương hết trơn rồi. Nên nói rồi các bạn làm chứng vô nha. Ông Sáu không có lấy thẩm giật thẩm nha, ông Sáu lấy tiền nha. Thôi, không đẩy qua đẩy lại, bây giờ trả cho người đó. Trả gì? Nhiều đó đó. Bây giờ đưa thêm 50 ngàn nữa này. 50 ngàn sao đủ xài. Thôi nhiều đó đó, thôi mình đi về mọi người. Cho 50 ngàn đô đi. Trời ơi, 50 ngàn đô là lấy liền á. Con mận chắc cả cuộc đời con biết được 50 ngàn đô cho đó. Còn đi. Nó chơi với đây là con gửi cho ông Sáu. Để ông Sáu những khi mà ấm. Lúc mưa rồi này kia. Ấm lạnh phải không? Đó, ở đây có cái mùng hôm qua tình cờ vô chổng mới để ý tới cái mùng. Nói chung là thấy mỗi ngày quá. Đó. Cũ quá rồi. Giờ thay cái mới hết trơn đi. À mơ mặc cái quần mới luôn nghe, còn mua cái áo thì sợ cái áo bận. Áo nhóc đơn kìa. Phải không? Áo nhiều lắm. Tại ông Sáu không mặc. Bây giờ làm thời vậy đi. Đừng có mua áo nữa. Quần tay có 2-3 cái nữa. Mua cái quần sọt này là đúng bài. Cái mua quần sọt mà không biết ông có thích mặc quần sọt không? Quần này cũng giống như sọt cái gì. Thấy không? Mặc quần tà lõn này nè. Thôi tà lõn thì cho nó mát. Cái trưa gió nó thổi vô khe thì nó mát. Quần sọt nó dài tới đây nó thổi vô khe không nên có được. Nó nóng nên đực. Mực rứt phải không? Trời ơi, còn này nữa nè, quên nãy giờ nè, sao ơi, thánh thần ơi. Bánh bao đó không biết ăn được không? Sao hả? Ở trong ruột có mịn. Trời ơi, có mịn đâu đây nè, mua đó. Cho ở nhà xong chia ngựa cái rồi bánh con cũng ăn là luôn rồi. Trong mà có hành là ông Sáu
bánh tao lông rồi. Mở ra coi, coi có hành không? Không, không. Vậy có không? Được, ăn được. Cảm ơn nha. Đó. Cảm ơn nha. À, bữa nay thì không có làm ẩm thực mọi người. Chỉ là mua một số đồ để cho ông Sáu thôi. Rồi xong rồi mình đi về, sẵn cái bắt đầu mình đi vòng vòng ngoài đồng nè, mình ghi cảnh đẹp ở đây cho mọi người xem luôn. Đó. Sao chào mọi người. Trời ơi, gần cuối video mình mới chào mọi người. Lúc nãy vừa mừng mà vừa lo, tại Út Bình không biết nó nói cho mà có cho thật không. Hồi nó nói cho, hồi nó nói trừ lương, mình thấy cũng hồi hộp mà. Bây giờ cho thiệt rồi cũng mừng, cũng quên đó. Chào mọi người. Bây giờ chào hơi trẻ cũng sao mà nghe, đừng bắt lỗi ha. Không sao đâu, không ai bắt lỗi không sao đâu. Sáu già cả rồi. Đó, hồi chiều nay được món gì? Mình nãy đi vô vườn ta cho mấy cục thịt vịt con Sáu. Đó ha. Rồi chiên nước mắm. À, bữa nay mình không làm ẩm thực cái bắt đầu ông Sáu có thịt vịt mọi người. Đau lòng quá. Mời mọi người ăn bánh bao với ông Sáu cho vui. Ông Sáu thì không có buồn nhưng mà làm như Út Lục Bình không vô nó thiếu gì. Nãy giờ mới đang suy nghĩ, phải nghĩ vàng nghĩ bạc vậy ok rồi. Thiếu này sao nó không vô hả? Thiếu cái gì á rồi. Đang suy nghĩ mình thiếu cái gì á. Tại quen rồi con lóc chóc với ông ở đây cũng quen. Thà không có là như lúc đầu không có. Cái có rồi mất đi là nó vắng. Đó. Thì mình cũng vậy mọi người, ở nhà thì mình cũng ít nói chuyện, ra đây thì nói chuyện lôm xôm với ông Sáu cho vui. Thanh niên rồi đi chơi với ông già. Ông già thì lại đi chơi với thanh niên. Nó nhiều khi nó trớ trêu mọi người. Đáng lẽ thanh niên người ta phải đi kiếm thanh niên đúng không? Thanh nữ đi kiếm thanh nữ, đi kiếm thanh niên. Thanh niên đi kiếm thanh nữ. Phải biết cục lục bình mua bánh khỏi nấu cơm rồi. À, không có nhiều đây ăn sao no không Sáu? Ăn no mình ăn mì thêm. Trời ơi, tối ngày ăn mì nấu cơm đi, ăn cho nó. Cho nó ấy cho sức khỏe cho nó ổn. Chứ ăn mấy lặt vặt này kia không tốt đâu. Cả ngày nấu nửa chén rồi thôi. Không sao, có xấu đâu. Trời thánh thần hôm nay phát biểu câu xanh rờn luôn trời. Mưa dư nước rồi. Dư nước rồi mà. Ok. Quên đi lấy cái thùng kia lại mình xăng nước vô cái tích lũy mà. Ở đây là cái vạt của con Sáu Vũ nè. Nó trời nó tức một cái là đi cái đầu đi mua cái quần rồi các bạn. Xong cái đầu quên luôn cái vụ mà mua cái gối trong Sáu. Còn cái bọc trong Sáu luôn nè. Để đựng rau. Rau đi giao cho mọi người. Trời ơi, có người ta ăn thịt vịt nè mọi người. Trời, nguyên cái đùi vịt chà bá nè mọi người ơi. Ủa, người ta cho đó, không sao trọng gì đâu. Thịt vịt khè nó mới chịu nghe. Đó thì video hôm nay chỉ vỏn vẹn như vậy thôi mọi người. Hôm nay thì hai cậu cháu không làm ẩm thực. Thì chỉ có một số đồ dùng để chia sẻ với ông Sáu. Vậy nha. Ông Sáu cố gắng rồi giữ gìn sức khỏe rồi cho khỏe để tiếp tục đồng hành với con nha ông Sáu. Đúng rồi mà giữ nhưng mà ông tự thần ông cứ trả giá hoài, ông Sáu chưa chịu bán. Ôi trả giá trả vọng gì, bây giờ cứ cố gắng rồi đừng có nhậu nữa nghe. Từ lúc chơi với con là hết nhậu luôn rồi phải không? Đúng rồi. Đó, thế là mình có ít giờ mọi người kêu ông Sáu chơi với mình là ông Sáu không còn nhậu nữa. Đó thì hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với hai cậu cháu trong thời gian tiếp theo. Thì những gì có thể chia sẻ được thì mình sẽ cố gắng chia sẻ với ông Sáu. Thứ nhất là đến đây chơi với ông Sáu bớt cô đơn. Thứ hai thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ được một phần gì đó để trang trải cho ông Sáu trong cái thời gian này. Giờ thì không còn gì để nói nữa. Bây giờ thì chắc là kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Chỉ đăng ký kênh ủng hộ cho hai cậu cháu nha. Giờ thì bye bye. Sáu bye bye.